Xin chào mọi người, hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến tất cả mọi người mẫu lộc bình men khử vẽ hình ảnh tùng lộc, sản phẩm thuộc dòng sứ trắng cao cấp được sản xuất tại Bát Tràng, Việt Nam. Toàn bộ họa tiết trên sản phẩm đều được vẽ thủ công bằng tay và đã được vẽ thêm vàng 24K rất là sáng bóng. Ở mẫu lộc bình này được vẽ hình ảnh những chú hiêu lộc đang quần tụ ở bên dưới gốc cây tùng rất là to, vì vậy nó có cái tên là tùng lộc. Nếu như quan tâm đến sản phẩm thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình đang để ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và gửi thêm những mẫu lộc bình sứ trắng vẽ vàng cao cấp của Bát Tràng. Sang đến mặt hông của sản phẩm thì như chúng ta có thể nhìn thấy là một thân cây tùng rất là to, thân tùng cổ thụ trải dài từ phần giữa thân bình cho đến cái phần cổ của bình. Chất sứ thì rất là trắng, men thì sáng bóng. Mỗi một chú hiêu lộc sẽ là một cái động tác sắc thái khác nhau để giúp cho cái bức tranh hình ảnh tùng lộc của chúng ta trở nên sinh động và đẹp nhất. Tất cả những cái sản phẩm này chúng tôi đều ship toàn quốc. Nếu như các bạn đang muốn sở hữu một cặp lộc bình sứ trắng vẽ vàng cao cấp thì vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết và gửi mẫu sản phẩm. Đây là mặt sau của sản phẩm. Mặt sau thì có hình ảnh là liên hoa cát tường hay còn gọi là hoa sen. Toàn bộ họa tiết vẽ tay mềm mại, sắc nét. Và đây chính là dòng lộc bình sứ trắng loại vẽ vàng cao cấp nhất, sản phẩm được sản xuất tại Bát Tràng, Việt Nam.